Avezanh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avezanh. Chào mừng các em đến với khóa hóa học 10 trong bộ sách Chân trời sáng tạo. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với bài số 2 trong chương trình hóa học 10. Ở trong chương trình hóa học 10 này, trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nguyên tử. Như các em được biết thì các nhà khoa học đã đưa ra cái mô hình nguyên tử cũng như là cập nhật rất là nhiều các cái nội dung liên quan tới nguyên tử. Vậy thì chúng ta lại có một câu hỏi đặt ra, đó là nguyên tử sẽ gồm có những hạt cơ bản nào? Rồi là cơ sở nào để phát hiện ra các cái hạt cơ bản đó, cũng như là cái các hạt cơ bản đó nó sẽ có những cái tính chất, những cái đặc điểm như thế nào? Thì toàn bộ những cái câu hỏi này sẽ được giải đáp sau khi các bạn học xong bài số 2, đó là bài thành phần của nguyên tử. Vậy trước tiên chúng ta sẽ cùng điểm qua những cái nội dung chính ở trong bài học. Bài học chúng ta sẽ gồm 5 nội dung chính, trong đó phần thứ nhất là thành phần cấu tạo nguyên tử. Phần thứ hai đó là sự tìm ra electron. Thứ ba là sự khám phá hạt nhân nguyên tử. Thứ tư là cấu tạo hạt nhân nguyên tử. Và cuối cùng ở đây là tìm hiểu về kích thước và khối lượng của nguyên tử. Chúng ta cùng đi vào phần 1, đó là tìm hiểu về thành phần cấu tạo nguyên tử. Thì từ thời cổ Hy Lạp thì các nhà triết học Democrit đã cho rằng là mọi vật đều được tạo thành từ những phần từ những phần tử rất nhỏ được gọi là atomos. Và hoặc là người ta sẽ tiến hành chia nhỏ một cái đồng tiền vàng cho tới khi mà không thể chia được nữa, thì cái thành phần mà không thể chia được nữa người ta gọi là nguyên tử. Cho tới giữa thế kỷ thứ 19 thì các nhà khoa học lại cho rằng là các chất đều được tạo nên từ những hạt rất nhỏ và không thể phân chia được nữa. Và cái hạt rất nhỏ không thể phân chia được nữa này, đó chính là nguyên tử. Sau đây thì các bạn sẽ cùng quan sát cho cô cái hình 2.1 và cho cô biết thành phần nguyên tử sẽ gồm có những loại hạt nào. Đây là hình ảnh 2.1, mô hình của một nguyên tử. Trong hình ảnh này chúng ta sẽ nhìn thấy là nguyên tử nó sẽ được cấu thành từ 3 loại hạt. Hạt thứ nhất là proton, được ký hiệu là những cái quả cầu màu đỏ nằm ở tâm của nguyên tử. Bên cạnh đó, bên cạnh những cái quả cầu màu đỏ này chính là các quả cầu màu ghi, đúng không ạ? Đó là đại diện cho các hạt neutron. Ngoài ra, ở lớp vỏ nguyên tử này có các electron đang chuyển động, và các electron này được đại diện bằng các cái quả cầu, các cái chấm màu xanh. Như vậy, từ đây chúng ta sẽ thấy được nguyên tử sẽ gồm có 3 loại hạt là proton, neutron và electron. Như vậy là cô và các em vừa trả lời được câu hỏi thứ nhất đặt ra ở phần tiêu đề của bài, đó là các hạt cơ bản nào sẽ cấu thành nên nguyên tử. Thì chúng ta có được là các hạt cơ bản cấu thành nên nguyên tử ở đây là 3 loại hạt là proton, neutron và electron. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu sang phần thứ hai là sự tìm ra electron. Để tìm hiểu về cái quá trình tìm ra electron này thì chúng ta cùng tìm hiểu thí nghiệm khám phá tia âm cực của Thomson. Trong cái thí nghiệm này thì chúng ta sẽ thấy được là ông phóng điện vào trong một cái ống thủy tinh gần như là chân không, và cái ống thủy tinh này thì được gọi là ống tia âm cực. Và trên bảng của cô là hình ảnh thí nghiệm của Thomson. Thì trong cái cấu tạo của cái ống tia âm cực này, chúng ta sẽ thấy có sự xuất hiện của tấm kim loại tích điện dương và tấm kim loại tích điện âm. Và khi chiếu tia âm cực vào đây thì ông quan sát được cái hiện tượng, đó là tại cái màn huỳnh quang này thì nó xuất hiện những cái điểm sáng. Những điểm sáng này là do nó được phát ra từ những cái tia âm cực hướng tới. Và yếu tố thứ hai chúng ta cũng quan sát được từ thí nghiệm của ông, đó là những cái tia âm cực này khi được chiếu vào trong khoảng không này thì gặp cái màn huỳnh quang, và cái tia âm cực này thì nó làm sao, nó bị lệch về phía cực dương, lệch về phía cực dương có nghĩa là về phía tấm kim loại tích điện dương. Vậy có một câu hỏi đặt ra cho các bạn như sau. Câu hỏi thứ nhất là hãy cho biết vai trò của màn huỳnh quang trong thí nghiệm trên. Thì thông qua cái sự có mặt của màn huỳnh quang này thì chúng ta sẽ có thể quan sát và phát hiện ra các cái tia âm cực, và cái tia âm cực này thì người ta gọi là chùm các electron. Cô lại có một câu hỏi thứ hai, giải thích xem vì sao cái tia âm cực này nó lại bị hút về phía cực dương của trường điện. Thì chúng ta thấy được đó là tia âm cực này bị hút về phía cực dương của trường điện là do tia âm cực mang điện tích là điện tích âm.
Điện tích âm thì nó sẽ bị hút về điện tích dương, hay nói khác là là do hai cái điện tích đang trái dấu nhau thì nó sẽ hút nhau. Như vậy, tia âm cực mang điện tích âm nên sẽ bị lệch về phía cực dương của trường điện là do hai cái điện tích này đang trái dấu nhau thì nó sẽ bị hút nhau. Như vậy là thông qua thí nghiệm của Thomson thì đã có sự tìm ra chùm các cái tia âm cực, hay nói khác là sự tìm ra các hạt electron. Và tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về kích thước cũng như là khối lượng hoặc là điện tích. Điện tích thì đã tìm hiểu rồi, nhưng chúng ta sẽ tìm hiểu về kích thước hoặc là khối lượng của các cái hạt electron thông qua thí nghiệm giọt dầu của Millikan. Thì bố trí thí nghiệm thì của ông Millikan chúng ta sẽ thấy cụ thể như sau. Đầu tiên ông sẽ tiến hành quá trình là phun các cái giọt dầu vào trong một hộp trong suốt. Cấu tạo của hộp trong suốt này chúng ta sẽ thấy là ở phía bên trong sẽ chứa hai tấm kim loại được nối vào một cái dòng điện một chiều, trong đó một đầu tích điện âm và một đầu sẽ tích điện dương. Và đây là hình ảnh minh họa cho cái thí nghiệm giọt dầu của Millikan. Đây là tấm kim loại tích điện dương và phía dưới này là tấm kim loại tích điện âm. Và cũng trong hình ảnh này chúng ta sẽ nhìn thấy là trong hộp của thiết bị thì có khả năng phát ra tia X để có thể ion hóa được các cái giọt dầu. Tia X này có khả năng là đánh bật các electron khỏi không khí ở giữa các cái tấm kim loại tích điện dương và tích điện âm. Và từ đây thì các electron sẽ bám vào các giọt dầu. Cái sự bám của các electron vào các giọt dầu này làm cho các giọt dầu của chúng ta sẽ mang điện tích là điện tích âm. Trong cái bình trong suốt này chúng ta sẽ có một vị trí để có thể đặt được kính thiên văn. Và từ kính thiên văn này chúng ta có thể quan sát được cái quá trình hay là cái tốc độ rơi của các cái giọt dầu. Và bằng cách thay đổi cường độ của trường điện thì Millikan có thể kiểm soát được tốc độ rơi của các cái giọt dầu của chúng ta. Cũng thông qua quá trình tìm hiểu này thì ông thấy được rằng là chuyển động của các cái giọt dầu ở trong thiết bị ấy, thì nó sẽ phụ thuộc vào hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là điện tích của mỗi cái giọt dầu, và yếu tố thứ hai là trường điện ở trong cái thiết bị này. Và khi thay đổi cường độ của trường điện thì các cái giọt dầu này nó có thể là rơi với tốc độ nhanh hơn, tốc độ chậm hơn, thậm chí là nó có thể bị dừng lại, nghĩa là không rơi nữa. Như vậy là thông qua thí nghiệm này thì ông đã tính được điện tích cũng như là khối lượng của electron. Như vậy chúng ta thông qua hai thí nghiệm của Thomson và thí nghiệm của Millikan, thì chúng ta sẽ rút ra được đặc điểm của nguyên tử, hay khác là đặc điểm của cái hạt electron như sau. Là trong nguyên tử thì nó sẽ tồn tại một loại hạt có khối lượng và mang điện tích âm. Và cái hạt này thì nó sẽ được gọi là hạt electron và được ký hiệu là chữ E viết thường. Về các cái thông số liên quan tới hạt electron thì chúng ta sẽ có điện tích của nó là QE thì bằng âm 1,602 x 10 mũ trừ 19 coulomb. Thứ hai là khối lượng của nó thì ME sẽ bằng 9,11 x 10 mũ trừ 28 gram. Đó chính là các cái thông số liên quan tới đặc điểm của hạt electron. Và cái giá trị là 1,602 x 10 mũ trừ 29 ấy, cho tới thời điểm này thì nó là cái giá trị nhỏ nhất. Vì vậy người ta quy ước luôn, người ta sử dụng luôn 1,602 x 10 mũ trừ 19 coulomb này làm đơn vị, làm cái điện tích đơn vị. Và từ đây thì chúng ta sẽ suy ra được đó là điện tích của electron được quy ước là trừ 1. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang nội dung phần 3 nhỏ, đó là sự khám phá hạt nhân nguyên tử. Để có thể khám phá được hạt nhân nguyên tử thì chúng ta sẽ tìm hiểu thông qua thí nghiệm của Rutherford. Đây là mô hình thí nghiệm của Rutherford. Hình 2.3 là thí nghiệm khám phá hạt nhân nguyên tử của Rutherford. Thì trong cái thí nghiệm này chúng ta thấy được đó là người ta bắn các cái hạt alpha. Hạt alpha này sẽ mang điện tích là dương 2 và khối lượng nó sẽ gấp khoảng 7.500 lần khối lượng của hạt electron. Vậy thì quan sát lên cái hình ảnh 2.3 này, các bạn hãy cùng trả lời cho cô câu hỏi. Đó là cho biết các hạt alpha có đường đi như thế nào khi mà được bắn qua cái tấm vàng này. Thì các bạn sẽ nhìn thấy đó là đây là hình ảnh của các cái hạt alpha sau khi được bắn xuyên qua lá vàng. Thì phần lớn các cái hạt này vẫn được truyền một cách thẳng, có nghĩa là vẫn được xuyên thẳng qua lá vàng.
và một lượng nhỏ thì nó bị đi theo cái đường gấp khúc. Đó, như vậy là cô có được câu trả lời. Đó là quan sát hình 2.3 thì thấy được là hầu hết các hạt alpha sẽ đi thẳng, còn có vài hạt thì bị bắn theo đường gấp khúc. Vậy thì vì sao mà chúng ta lại có được cái kết quả như vậy? Hay khác là giải thích xem là những cái hạt nào thì nó sẽ truyền thẳng và những hạt nào thì nó sẽ bị truyền theo đường gấp khúc. Thì chúng ta lại cùng quan sát lên hình ảnh 2.4 của chúng ta. Là kết quả thí nghiệm khám phá hạt nhân nguyên tử của Rutherford. Thì thông qua hình ảnh này các bạn sẽ nhìn thấy đây là những cái nguyên tử vàng của chúng ta. Ở chấm trong cùng này đó chính là theo dõi hình ảnh này các bạn sẽ nhìn thấy có những cái chấm ở trong cùng này. Và chấm này thì nó sẽ giúp phần giải thích cho chúng ta là vì sao mà nó có những cái hạt, những cái tia alpha nó sẽ truyền thẳng, còn có những tia thì nó lại truyền theo đường gấp khúc. Cụ thể là chúng ta sẽ thấy như sau. Với tia truyền thẳng các bạn quan sát được đó là đây là tia truyền thẳng này, hoặc ở dưới này cũng có những cái tia truyền thẳng này. Thì những tia truyền thẳng này đều đang có một đặc điểm, đó là cái tia này nó không có đi qua cái chấm đen ở trong nguyên tử vàng. Còn những tia gấp khúc nhá, những tia gấp khúc đây, đây là điển hình của một tia gấp khúc. Hoặc đây là điển hình của một tia gấp khúc, ở bên này cũng là điển hình của một tia gấp khúc. Như vậy là tất cả những cái tia alpha mà chạm đến hoặc là đi qua cái chấm đen này thì nó đều tạo ra cái, nó sẽ đều có đường truyền là tia gấp khúc. Từ đó thì chúng ta sẽ có được cái câu trả lời cho câu hỏi, đó là dựa vào hình 2.4 giải thích kết quả của thí nghiệm thu được ở phía trên. Thì thông qua hình 2.4 chúng ta sẽ có các hạt alpha này bị bắn theo đường gấp khúc là do nó va vào hạt nhân của nguyên tử vàng. Còn các hạt mà không va vào hạt nhân của nguyên tử vàng ấy thì nó sẽ được truyền thẳng. Đó, đó là thí nghiệm của Rutherford. Và thông qua cái thí nghiệm này chúng ta cũng sẽ xác định được đó là cái sự khám phá ra được hạt nhân của nguyên tử. Vậy giờ cô có một câu hỏi như sau. Nguyên tử oxygen thì có 8 electron, cho biết hạt nhân của nguyên tử này có điện tích là bao nhiêu? Trong các cái chương trình hóa học trung học cơ sở chúng ta đã được học đó là electron thì nó sẽ mang điện tích là điện tích âm. Hoặc là ở phần trước ấy, cái phần sự tìm ra của các hạt electron thì chúng ta đã được biết đó là thông qua các thí nghiệm người ta tìm ra được đó là hạt electron mang điện tích âm. Như vậy oxygen có 8 electron thì nguyên tử này nó sẽ 8 electron này sẽ mang điện tích là -8. Mà với cái định nghĩa nguyên tử chúng ta đã được học ở trung học cơ sở rồi, nguyên tử thì nó sẽ trung hòa về điện, đúng không ạ? Vậy thì điện tích của nó, của 8 electron ấy đang là -8, thì phải có một cái điện tích nào đó để có thể trung hòa được cái -8 này. Và câu trả lời ở đây đó chính là hạt nhân của nguyên tử này sẽ có điện tích là 8 để có thể trung hòa được -8 của 8 electron. Hay cụ thể chúng ta sẽ có câu trả lời. Nguyên tử oxygen có 8 electron. Từ đây thì suy ra được số đơn vị điện tích âm của các electron trong nguyên tử oxygen này sẽ là 8. Mà số đơn vị điện tích dương trong hạt nhân thì bằng số đơn vị điện tích âm của các electron trong nguyên tử, để đảm bảo là nguyên tử trung hòa về điện. Vì vậy nên chúng ta suy luận được đó là hạt nhân của nguyên tử oxygen sẽ có điện tích là -8. Và từ các thí nghiệm cũng như là từ câu hỏi vừa rồi chúng ta sẽ rút ra được cái kiến thức liên quan tới sự khám phá hạt nhân nguyên tử cụ thể như sau. Thứ nhất là nguyên tử nó sẽ có cấu tạo rỗng, gồm có hạt nhân ở trung tâm và lớp vỏ là các electron chuyển động xung quanh hạt nhân. Vì sao chúng ta biết được là cấu tạo rỗng? Thì các bạn quay trở lại cái hình ảnh mà cô đã chiếu trước đó, đó chính là hình ảnh kết quả của thí nghiệm của ông Rutherford, đúng không ạ? Thì trong kết quả đó thì đa phần các cái hạt alpha sẽ được truyền thẳng là do nó không có va vào hạt nhân. Hạt nhân nó chỉ là một chấm nhỏ ở trong trung tâm của nguyên tử vàng thôi. Vì vậy chúng ta thấy được đó là nguyên tử này nó sẽ có cấu tạo là rỗng. Được chưa? Và hạt nhân nằm ở trung tâm và lớp vỏ là các electron chuyển động xung quanh hạt nhân. Yếu tố thứ hai là một nguyên tử nó sẽ trung hòa về điện. Vì vậy chúng ta rút ra được đặc điểm đó là số đơn vị điện tích dương của hạt nhân nó sẽ đúng bằng số đơn vị điện tích âm của các electron trong nguyên tử. Đó chính là đặc điểm của một cái nguyên tử hay là một cái hạt nhân nguyên tử bất kỳ. Chuyển sang nội dung phần 4 là cấu tạo hạt nhân nguyên tử.
Đầu tiên là chúng ta sẽ tìm hiểu về sự xuất hiện của hạt proton và neutron trong lịch sử. Thì năm 1918 khi mà bắn phá hạt nhân nguyên tử nitrogen bằng các hạt alpha, thì Rutherford đã nhận thấy có sự xuất hiện của hạt nhân nguyên tử oxygen và một loại hạt mang đơn vị điện tích dương. Có nghĩa là một loại hạt, hạt đấy nó mang điện tích là dương 1. Thì khi đó ông đã đặt tên nó là hạt proton và ký hiệu là chữ P. Và cho tới năm 1932, khi dùng các hạt alpha để bắn phá các hạt nhân nguyên tử của beryllium, thì chúng ta thấy Chadwick đã nhận thấy được là sự xuất hiện của một loại hạt có khối lượng xấp xỉ với hạt proton, nhưng mà hạt này thì lại không mang điện tích. Và ông gọi tên hạt đó là hạt neutron và ký hiệu là chữ N. Đó là sự xuất hiện của hai loại hạt là hạt proton và hạt neutron. Vậy điển hình của hai loại hạt này đó là gì ạ? Hạt proton ấy, hạt proton thì nó mang điện tích dương, còn hạt neutron thì không mang điện, và khối lượng của hạt neutron thì xấp xỉ với khối lượng của hạt proton. Vậy điện tích của hạt nhân nguyên tử thì sẽ do thành phần nào quyết định? Như vậy là thông qua cái quá trình tìm hiểu lịch sử vừa rồi, chúng ta sẽ thấy được là hạt nhân nguyên tử sẽ được cấu thành từ hai loại hạt là proton mang điện tích dương và neutron thì không mang điện. Thì bây giờ chúng ta trả lời câu hỏi đó là điện tích của hạt nhân nguyên tử thì do thành phần nào quyết định, và từ đó rút ra nhận xét về mối quan hệ giữa số đơn vị điện tích hạt nhân với lại số proton. Trong hạt nhân nguyên tử bất kỳ thì nó sẽ chứa hai thành phần hạt, hai loại hạt cơ bản, đó chính là proton và neutron. Trong đó neutron thì không mang điện, còn proton thì mang điện tích dương. Vậy thì điện tích của hạt nhân này nó sẽ được quyết định bởi gì ạ? Bởi proton, bởi số lượng hạt proton. Và câu trả lời thứ hai, câu hỏi thứ hai đó là rút ra nhận xét về mối quan hệ giữa số đơn vị điện tích hạt nhân với lại số proton. Vì neutron không mang điện nên là điện tích của hạt nhân sẽ bằng điện tích của số proton có trong hạt nhân. Hay nói cách khác là điện tích của hạt nhân nguyên tử, điện tích của hạt nhân nguyên tử sẽ do hạt proton quyết định, và số đơn vị điện tích hạt nhân sẽ đúng bằng số proton trong hạt nhân. Hình ảnh 2.5 ở trên bảng này chính là hình ảnh mô tả cho thành phần của hạt nhân nguyên tử. Trong này sẽ có hai loại hạt là proton mang điện tích dương, nó được biểu diễn bằng các cái chấm tròn màu đỏ này, và có điện tích là cộng ở đằng trong. Và hạt thứ hai là hạt neutron, thì hạt neutron này không mang điện. Như vậy là chúng ta sẽ chốt lại về cấu tạo của hạt nhân nguyên tử như sau. Hạt nhân nguyên tử thì sẽ gồm có hai loại hạt, đó là proton và neutron. Trong đó proton mang điện tích dương là cộng 1 và neutron thì không mang điện. Và proton và neutron này thì có khối lượng là gần bằng nhau. Chuyển sang phần thứ 5, tìm hiểu về kích thước và khối lượng của nguyên tử. Chúng ta sẽ đi so sánh kích thước của nguyên tử và kích thước của hạt nhân nguyên tử. Các bạn theo dõi lên cái hình ảnh 2.6 của chúng ta. Đây là hình ảnh đường kính nguyên tử và hạt nhân nguyên tử của nguyên tố carbon. Và quan sát hình 2.6, hãy lập tỷ lệ giữa đường kính nguyên tử và đường kính của hạt nhân nguyên tử carbon. Từ đó thì rút ra nhận xét. Thì từ hình ảnh này các bạn sẽ nhìn thấy như sau. Thứ nhất là đường kính của hạt nhân nguyên tử ở đây nó bằng xấp xỉ bằng 10 mũ trừ 14 mét. Còn đường kính của nguyên tử thì lại xấp xỉ bằng 10 mũ trừ 10 mét. Từ đó chúng ta sẽ lập tỷ lệ giữa đường kính nguyên tử chia cho đường kính hạt nhân nguyên tử như sau. Chúng ta có tỷ lệ này có như sau. Thứ nhất là đường kính của nguyên tử, và cô đem chia cho đường kính của hạt nhân nguyên tử. Thì cô sẽ được cái giá trị đường kính của nguyên tử ở đây đang bằng xấp xỉ bằng 10 mũ trừ 10. Như vậy là bằng 10 mũ trừ 10 chia cho 10 mũ trừ 14. Như vậy được là
giá trị bằng 10 mũ 4. 10 mũ 4 có nghĩa là 10.000 lần. 10.000 lần là một giá trị lớn rất nhiều so với lại 1. Vì vậy chúng ta sẽ rút ra được cái nhận xét đó là đường kính nguyên tử thì lớn hơn nhiều so với lại đường kính của hạt nhân nguyên tử. Từ đây rút ra nhận xét là đường kính nguyên tử thì lớn hơn nhiều so với đường kính so với lại đường kính của hạt nhân nguyên tử. Và cũng từ cái thao tác tính toán này thì một lần nữa chúng ta lại kết luận được đó là nguyên tử chúng ta sẽ có cấu tạo rỗng. Và như vậy chúng ta sẽ nhìn thấy là những cái giá trị liên quan tới đường kính của nguyên tử và đường kính của hạt nhân nguyên tử là đều mang những cái giá trị như là 10 mũ trừ 10 này hoặc là 10 mũ trừ 14 mét. Từ cái ví dụ trên là chúng ta sẽ thấy là kích thước của nguyên tử nó mang những cái giá trị rất nhỏ như là 10 mũ trừ 10 mét hoặc là 10 mũ trừ 14 mét. Như vậy, để có thể biểu thị được những cái kích thước nhỏ như thế này, người ta sẽ sử dụng các cái đơn vị, đó là đơn vị nanomet, ký hiệu là nm, hoặc là đơn vị angstrom. Thì đây là hai đơn vị mà thường được sử dụng để biểu thị kích thước của nguyên tử. Kích thước của nguyên tử thì đôi khi chúng ta sẽ gặp đó là đường kính của nguyên tử hoặc là đường kính của hạt nhân, rồi là bán kính nguyên tử và bán kính của hạt nhân. Và cách đổi đơn vị ra mét cụ thể như sau: 1 nanomet bằng 10 mũ trừ 9 mét, 1 angstrom thì lại bằng 10 mũ trừ 10 mét. Vậy từ hai cái quá trình đổi này chúng ta sẽ rút ra được đó là 1 nanomet thì sẽ bằng 10 angstrom. Chúng ta cũng sẽ rút ra được cái đặc điểm tiếp theo, đó là nếu như xem nguyên tử là một quả cầu, trong đó các electron sẽ chuyển động rất nhanh xung quanh hạt nhân, thì nguyên tử đó thường có đường kính khoảng 10 mũ trừ 10 mét và đường kính của hạt nhân sẽ rơi vào khoảng 10 mũ trừ 14 mét. Và cũng từ cái quá trình giả thuyết này chúng ta sẽ rút ra được là đường kính nguyên tử nó lớn hơn rất là nhiều so với lại đường kính của hạt nhân. Và cái giá trị mà thu được ở đây khi mà lập tỷ lệ giữa đường kính nguyên tử so với đường kính của hạt nhân, chúng ta sẽ thu được cái giá trị khoảng 10.000 lần, có nghĩa là bằng 10 mũ 4 lần. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về khối lượng của nguyên tử. Cô có một bảng, đó là bảng 2.1. Bảng 2.1 thì thể hiện một số tính chất của các loại hạt cơ bản ở trong nguyên tử, hay nói khác là một số cái thông số liên quan tới các loại hạt cơ bản trong nguyên tử, thì bao gồm có hạt proton, hạt neutron và hạt electron. Trong các cái loại hạt này chúng ta đều có các cái thông số liên quan tới điện tích tương đối, khối lượng và khối lượng tính bằng AMU và khối lượng tính bằng đơn vị gam. Trong bảng này chúng ta sẽ thấy được proton mang điện tích là -1. Với khối lượng của nó thì sẽ xấp xỉ bằng 1 AMU và khối lượng tính bằng gam thì nó sẽ có giá trị bằng 1,673 x 10 mũ trừ 24 gam. Với neutron thì nó không mang điện, khối lượng xấp xỉ bằng khối lượng của proton, có nghĩa là cũng xấp xỉ bằng 1 AMU. Và khối lượng tính bằng gam của neutron bằng 1,675 x 10 mũ trừ 24 gam. Còn đối với electron thì điện tích là -1. Và khối lượng tính bằng AMU nó sẽ bằng 0,00055 AMU. Khối lượng tính bằng gam sẽ là 9,11 x 10 mũ trừ 28 gam. Vậy từ cái bảng 2.1 này thì các bạn hãy lập tỷ lệ khối lượng của một proton so với khối lượng của một electron, và từ đó thì từ cái kết quả này chúng ta sẽ rút ra được nhận xét như thế nào. Thì thông qua việc chúng ta lập tỷ lệ giữa khối lượng của một proton so với khối lượng của một electron thì cô sẽ có được M của P chia ME sẽ bằng 1,673 x 10 mũ trừ 24 chia cho 9,11 x 10 mũ trừ 28. Như vậy chúng ta được con số xấp xỉ bằng 1,836,44. Như vậy 1,836,44 là một giá trị rất lớn. Từ đó rút ra được cái đặc điểm đó là khối lượng của electron thì nó nhỏ hơn rất nhiều so với khối lượng của proton,
Và cũng từ đặc điểm này mà người ta coi khi mà tính khối lượng của nguyên tử, người ta có thể bỏ qua cái khối lượng của các hạt electron. Và từ đó thì chúng ta coi khối lượng của hạt nhân chính là bằng khối lượng của nguyên tử. Và ở đây thì để biểu thị khối lượng của nguyên tử thì bao gồm có hoặc là các cái hạt proton, hạt neutron, hạt electron. Thì các em thấy được đó là cái khối lượng của nó sẽ là các cái giá trị rất nhỏ nếu như tính theo đơn vị là gam. Vì vậy là để có thể biểu thị được cái khối lượng của nguyên tử cũng như là các loại hạt này thì người ta sẽ dùng cái đơn vị khối lượng nguyên tử đó là được ký hiệu là AMU. Và một AMU này thì sẽ bằng 1/12 khối lượng của nguyên tử carbon 12. Từ đó thì rút ra được cái mối liên hệ giữa một AMU với lại gam. Một AMU sẽ bằng 1,66 x 10 mũ trừ 24 gam. Và chúng ta cùng vận dụng những cái kiến thức về kích thước và khối lượng của nguyên tử để giải đáp một câu hỏi của cô như sau. Nguyên tử oxygen 16 thì có 8 proton, 8 neutron và 8 electron. Hãy tính khối lượng của nguyên tử oxygen theo đơn vị gam và đơn vị AMU. Như các em được biết thì khối lượng của một proton thì bằng 1,673 x 10 mũ trừ 24 gam. Hoặc là theo đơn vị AMU thì nó sẽ bằng 1 AMU. Còn khối lượng của một neutron thì bằng 1,675 x 10 mũ trừ 24 gam và nó cũng được coi như bằng 1 AMU. Với electron thì khối lượng của electron bằng 9,11 x 10 mũ trừ 28 gam. Và đổi sang đơn vị AMU thì nó sẽ bằng 0,00055 AMU. Từ đó thì khối lượng nguyên tử oxygen theo đơn vị gam sẽ được tính bằng biểu thức. Đó là chúng ta lấy M của proton cộng M electron cộng M neutron. Có 8 hạt proton, cô sẽ lấy 8 nhân với 1,673 nhân 10 mũ trừ 24. Cộng với 8 hạt neutron thì lấy 8 nhân 1,675 nhân 10 mũ trừ 24. Và 8 hạt electron thì lấy 8 nhân với 9,11 nhân 10 mũ trừ 28. Nhưng mà khi các bạn thực hiện phép tính thì các bạn thấy là cái cụm 8 nhân 9,11 nhân 10 mũ trừ 28 này nó có giá trị rất là nhỏ. Vì vậy, trong quá trình tính các bạn hoàn toàn là chỉ cần tính hai cái thao tác ở phía trước này là được. Từ đó chúng ta ra được kết quả là bằng 2,679 x 10 mũ trừ 23 gam. Còn nếu như chúng ta tính khối lượng nguyên tử oxygen 16 này theo đơn vị AMU thì cô sẽ có được khối lượng của nguyên tử oxygen theo đơn vị AMU sẽ bằng 8 x 1 cộng 8 x 1 và cộng với 8 nhân với 0,00055. Như vậy ra được cái giá trị bằng 16,0044 AMU. Cái giá trị này chúng ta có thể chấp nhận việc làm tròn là bằng 16 AMU. Như vậy với ví dụ này thì chúng ta sẽ kết thúc bài học tại đây. Và thông qua bài học này chúng ta đã được tìm hiểu về thành phần của nguyên tử, về các hạt hợp thành nguyên tử và đặc điểm của các hạt hợp thành nguyên tử gồm có proton, electron và neutron. Cũng như là chúng ta đã được giới thiệu đến các cái thí nghiệm tìm ra các hạt như là hạt electron, proton và neutron. Hơn nữa chúng ta cũng xác định được kích thước và khối lượng của nguyên tử. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Với video này thì cô muốn nhắn gửi lại cho các bạn đó là chúng ta sẽ cùng vận dụng lại việc tóm lược các cái bài học, cái nội dung ở trong bài học này bằng việc là lập sơ đồ tư duy để tóm lược toàn bộ kiến thức được học ở trong bài số 2. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.